Hello, xin chào mọi người, lại là mình đây. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn một tựa game mà mình mới chơi tối hôm qua thôi. Đó là Scotland Yard. Ok, thì đây là một tựa game truy tìm giống như là Cradle thôi, nhưng mà kiểu như là não hơn rất là nhiều. Tại vì là ở Cradle thì tất cả cái lá bài nó đứng yên, mình chỉ có tìm ra hung thủ thôi. Còn đây là mình sẽ tìm một nhân vật, và nhân vật này chuyển động các bạn ạ. Và cùng mình khám phá xem là cách chơi game như thế nào ha. Ok. Ok, thì bây giờ chúng ta cùng mở hộp xem trong này có gì ha. Thì cũng giống như là Cradle thì chúng ta sẽ có một cái bản đồ rất là lớn mà có 4 mảnh như thế này. Thì xíu nữa mình sẽ mở ra. Thì cái bản đồ này là cái bản đồ của London các bạn ạ. Đó. Và đây là một cuốn sổ, cuốn sách hướng dẫn chơi. Thì đây là giấy. Thì cái này tại sao lại có giấy ở đây? Thì đây là một cái tấm bảng. Bạn sẽ đặt cái giấy vào phía bên trong này, và sau đó các bạn sẽ điền những con số mà của Miss It, và sau đó các bạn sẽ đặt cái phương tiện trên này để các bạn chi dấu là các bạn ở đâu. Thì chỉ có Miss It mới có cái mới được dùng cái tấm bảng này thôi. Ok. Và thứ hai là cái này cũng rất là hài hước. Thì cái này là một cái like kim mũ thế này này, để chúng ta sẽ đổ như thế này để mà người chơi Miss It sẽ đổi cái này để mà người chơi không thể thấy đôi mắt của anh ta đang nhìn vào cái hướng đường nào. Thế này này. Hấp dẫn. Và bởi vì game này là chơi cho tới 6 người, nên là mỗi người sẽ có những cái này tượng trưng cho vị trí các bạn ở đâu. Thì đây là ký hiệu của Miss It. Đó. Và 50 chơi còn lại thì họ sẽ lựa chọn những cái màu như này thôi. Đó. Và đây là những cái thẻ bài phương tiện. Đây, những thẻ bài phương tiện chỉ rõ phương tiện mà các bạn sẽ di chuyển. Thì gồm có là bus này, taxi này, và cái này là underground, thì cái này là tram. Và cái này sẽ dành riêng cho Miss It, là bí ẩn. Các bạn sẽ không biết là Miss It sẽ di chuyển bằng phương tiện nào, bus, là taxi hay là tram. Và cái này là ký hiệu cho nên là họ Miss It sẽ được đi di chuyển hai phương tiện, gồm là bất kỳ hai phương tiện như là bus hoặc taxi hoặc là bus hoặc là tram gì đó. Đó. Và đây là những thẻ bài mà các bạn sẽ lật úp và các bạn sẽ lựa chọn. Khi các bạn bắt đầu chơi thì các bạn sẽ lựa chọn là một lá bài, và các bạn sẽ biết là cái con đường, số thứ tự con đường mà các bạn sẽ bắt đầu. Đó. Thì bây giờ mình sẽ set up và sẽ chơi thử cho các bạn ngồi ván ha. Ok, thì đây là cái bản đồ và set up ra cho chúng ta đây. Thì đây là những cái thẻ vé tàu của người bình thường. Người chơi bình thường thì mỗi người còn có 10 thẻ, 10 vé tàu taxi này, 8 thẻ bus này, và 4 cái thẻ urban underground đây. Và đây là cái phương tiện di chuyển của Miss It. Thì Miss It gồm có 4 thẻ taxi này, 3 thẻ bus này, và 3 thẻ urban, và rất là nhiều cái thẻ bí ẩn đây. Thì bí ẩn đây là mình sẽ không biết là Miss It di chuyển bằng phương tiện gì. Và anh ấy sẽ có 2 lần di chuyển hai phương tiện khác nhau. Đó.
Thì khi mà anh ấy di chuyển hai phương tiện khác nhau thì anh ấy sẽ đặt những cái phương tiện lên và anh ấy đặt thế này, thì anh ấy sẽ che giấu đó. Thì anh ấy sẽ điền những cái vị trí mà anh ấy hiện tại và che giấu bằng cái tham khảo của chúng ta đây đó. Và đây là những cái vị trí trạm mà đã đánh số thứ tự. Thì khi bắt đầu thì mọi người sẽ bóc một cái thẻ này thì họ sẽ biết được là họ đang ở vị trí nào và dùng những cái màu sắc mà họ đã chọn trước đó để mà đặt lên. Thì các bạn, đây là các bạn thấy là những cái trạm, những cái bến tàu nó có số thứ tự đây. Thì cái đường màu trắng này là trạm đường dành cho taxi, đường màu xanh thì đường cho trạm bus, và đường màu đỏ gạch đất là đường dành cho train. Thì luật chơi là thế nào thì các bạn thấy là cái trạm này là nó có một nửa màu xanh và một nửa màu trắng. Thì từ cái trạm này các bạn có thể di chuyển bằng bus hay các bạn di chuyển bằng taxi. Thì khi các bạn dùng thẻ taxi thì các bạn chỉ di chuyển tới những cái trạm taxi thôi, chứ các bạn không thể sử dụng cái thẻ taxi để các bạn di chuyển ở trạm bus được. Đó, thì các bạn chỉ dùng những cái thẻ trạm bus thì có thể di chuyển tới các trạm bus với nhau, và dùng xe taxi thì di chuyển tới những cái trạm taxi. Đó, và mỗi lần thì các bạn chỉ di chuyển một trạm thôi. Và đây là những cái trạm mà có cái số có màu đỏ là những cái trạm mà có trạm train. Thì các bạn chỉ theo luật thì cũng các bạn có thể sử dụng thẻ train để các bạn di chuyển các trạm train với nhau thôi, chứ không bạn không thể sử dụng thẻ train được để các bạn di chuyển tới trạm taxi hoặc là trạm bus được. Đó, thì đây là cái bản đồ chúng ta đây. Và các bạn thấy là đây là cái song thêm. Và Miss X sẽ được một đặc quyền là anh ấy có thể di chuyển trên song thêm, nhưng mà cũng với một lộ trình nhất định thôi. Ví dụ như là từ cái vị trí này xuất phát thì anh ấy chỉ có thể đó di chuyển đến cái những cái vị trí này thôi. Và đây là bản đồ của London, nên là các bạn thấy là họ cũng show cho mình rất là nhiều địa danh nổi tiếng. Ok, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu những lưu ý của Miss X ha. Thì Miss X sẽ là người có cái bảng này, và anh ấy sẽ khi mà anh ấy bóc trong cái thẻ ngẫu nhiên và anh ấy biết được cái vị trí mà anh ấy xuất phát thì anh ấy sẽ là người di chuyển đầu tiên, và anh ấy sẽ dùng những cái sẽ điền những cái vị trạm mà anh ấy đã di chuyển và sẽ ghi bằng những cái vé tàu này đây để mọi người không biết cái trạm hiện tại của anh ấy. Và nó chỉ show cho mọi người khi anh ấy tới trạm số 3 này, số 8 này, số 13 này, số 18 và số 24. Và anh ấy trong quá trình chơi thì anh ấy sẽ đeo cái mặt nạ này để mọi người không biết là anh ấy, anh mắc con ấy trên bản đồ đó. Và anh ấy sẽ sử dụng những cái thẻ bí ẩn này để có thể di chuyển xong thêm và di chuyển những cái bằng những phương tiện mà bí mật mà mình không, chúng ta không thể biết đó. Thì khi anh ấy sử dụng cái này thì chúng ta sẽ biết là sẽ không biết là anh ấy đang sử dụng phương tiện gì. Và cái thẻ này thì anh ấy sử dụng hai lần trong suốt ván chơi để anh ấy có thể di chuyển hai trạm bằng hai phương tiện khác nhau. Và khi anh ấy sử dụng thì anh ấy sẽ đặt như thế này đó. Và khi mà người chơi sử dụng những cái phương tiện thì Miss X sẽ là người thu những cái phương tiện của người chơi để mà anh ấy có thể biết là người chơi đã di chuyển bằng phương tiện gì. Và
Một điều lưu ý nữa là Miss X sẽ luôn cố gắng di chuyển càng xa các trạm hiện tại của những người chơi, để mà người chơi sẽ không bắt được ai ấy ở trạm tiếp theo. Đó, thì đó là những lưu ý của Miss X. Khi mà mọi người đã biết tên cái trạm mà mọi người đã bắt đầu, thì mọi người sẽ sử dụng những cái màu sắc này đây để có thể đặt lên đặt những cái vị trí mà họ bắt đầu. Đó, thì bây giờ mình chỉ ví dụ thôi nha. Và đây là màu sắc của Miss X, và anh ấy sẽ không show cho mọi người trừ khi mà anh ấy tới vị trí mà anh ấy phải show. Thì ví dụ như là anh ấy sẽ ghi dấu, sẽ điền vào những cái con cái trạm mà anh ấy bắt đầu, sẽ đi chuyển và sẽ ghi dấu những cái này đây, thì mình sẽ biết là anh ấy sẽ di chuyển bằng phương tiện gì. Và đó, và khi mà anh ấy show ra, ví dụ như là trạm số 3 là anh ấy show cho mọi người là anh ấy đang ở trạm số 111 này, thì mọi người sẽ đón là cái hướng tiếp theo mà anh ấy sẽ đi, thì từ cái trạm này là cái trạm một cái trạm urban, trạm bus và trạm taxi luôn. Thì anh ấy có rất là nhiều lựa chọn, anh ấy có thể đi tới cái trạm bus, trạm taxi 124 này, hoặc có tới này này, hoặc tới này, rất là nhiều đường luôn. Và các bạn sẽ phải di chuyển làm sao cho nó gần tới cái vị trí của anh ấy, để mình có thể bắt được anh ấy ở trạm tiếp theo, thì các bạn sẽ là người chiến thắng. Thì Miss X sẽ là người di chuyển đầu tiên, và từ Miss X ta sẽ được chơi, mỗi người sẽ tính theo chiều cái đồng hồ. Và khi nào mà các bạn chơi tới vị trí số 22 và các bạn vẫn chưa tìm thấy anh ấy, mà các bạn đã hết cái thẻ rồi, thì Miss X là người chiến thắng. Nếu các bạn tìm thấy anh ấy trước vị trí số 22 thì bạn là người chiến thắng thôi. Thì ví dụ như là Miss X đang ở vị trí này, và nó đang ở vị trí này, và bạn là người khi bạn biết anh ấy ở vị trí này rồi và bạn ở gần, nói ví dụ như một trạm bus hay là một cái trạm, chứ mà chỉ có một trạm thôi, và khi các bạn tới này thì các bạn đã bắt được anh ấy rồi, thì bạn là người chiến thắng rồi. Thì game này cũng rất là hại não đó, tại vì là Miss X di chuyển và bạn phải suy đoán cái lộ trình của anh ấy. Thì các bạn, khi các bạn chơi với nhau thì các bạn có thể nói chuyện với nhau để các bạn suy đoán. Ví dụ như là bạn ở bên này thì các bạn tôi thấy di chuyển ở khu vực bên này, nhưng bạn ở bên này thì các bạn có thể di chuyển ở khu vực bên này để làm sao mà khi mà anh ấy lộ diện ở vị trí số 3 chẳng hạn, thì các bạn gần anh ấy nhất để mà có thể bắt được anh ấy dễ dàng. Hello, cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình, và các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách like và chia sẻ video của mình, và nhớ đăng ký kênh YouTube của mình để đón xem nhiều video mới của mình ha. Thì cảm ơn và hẹn gặp lại.